Ở ngoài Bắc, ông ba đã có một hậu phương vững chắc. Còn trong Nam, ông cũng phải gây dựng một gia đình với thân phận chỉn chu, ít nhất là không liên quan tới cách mạng và có quan hệ tốt với chính quyền thuộc Pháp ngày trước. Giai đoạn 1949-1950, khi ông ba hoạt động trong lòng địch và được tổ chức giao bám lấy gia đình của Đàm Y. Gia đình Đàm Y có một cô cháu gái rất nết na, thủy mị, tên Xuân, là con của một gia đình công chức nền nếp. Trước đó, ông bà cũng nói với Đàm Y rằng mình đã có gia đình, nhưng vợ là bà Thanh đã chạy ra vùng giải phóng nên thất lạc. Ông bà nhiều lần nói dối Đàm Y ra vùng giải phóng để đi tìm vợ, nhưng thực chất là ra chiến khu để báo cáo và tham gia tập huấn công tác tình báo. Thậm chí ông bà còn xin làm đồn trưởng một đồn cảnh sát ở Bắc Ninh với lý do để tiện đường tìm tung tích của vợ. Cốt là nhằm tiện liên lạc với tổ chức. Sau nhiều lần như vậy, ông bà báo với Đàm Y rằng vợ con mình đã mất tích. Mặc dù Đàm Y vẫn nghi ngờ hành tung của ông Ba và cho rằng ông vẫn có dính líu tới Việt Minh, nhưng ông ta vẫn lo lót với bên trên để giúp ông Ba thoát tội. Đến năm 1954, ông Ba được tổ chức giao nhiệm vụ vào Nam và bắt buộc phải có một thân phận danh nghĩa công khai phù hợp. Lúc này, trên danh nghĩa, ông Ba vẫn có quan hệ vợ chồng với bà Thanh và trong hồ sơ vẫn còn vết tham gia cách mạng. Đàm Y lúc đó đặt vấn đề với ông ba rằng muốn được bảo lãnh vào Nam thì hồ sơ cần được tẩy trắng và phải có quan hệ ràng buộc với gia đình ông ta. Do đó Đàm Y đặt vấn đề gả cháu gái cho ông ba. Tất cả những việc này đều được ông ba báo cáo với cấp trên và được tổ chức đồng thuận tạo danh nghĩa công khai cho ông để được vào Nam. Cần phải nói thêm rằng trong ngành tình báo khi xây dựng danh nghĩa công khai gia đình cần phải có thân phận gần với địch nhưng cũng phải là một gia đình không có nợ máu với cách mạng. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng nhiệm vụ này chỉ kéo dài 2 năm, khi đất nước thống nhất thì ông ba sẽ về với bà Thanh, nhưng không ngờ, lịch sử lại rẽ lối, chia cắt họ hàng chục năm trời. Đầu năm 1954, nhận được sự chấp thuận của bà Thanh và tổ chức, ông ba đăng ký kết hôn với bà Xuân trước khi di cư vào Nam. Ban đầu, ông ba cũng chỉ coi bà Xuân là người giúp mình tạo thân phận hoạt động và đó cũng là cam kết ban đầu với Đàm Y. Nhưng trong quá trình chung sống tại Sài Gòn, hai người dần hiểu nhau và nảy sinh tình cảm. Họ có với nhau bốn người con. Sự việc này được tóm tắt trong hồ sơ của tổ chức như sau. Thời gian ở gia đình Đàm Y với tư cách trưởng đồn công an đi tìm kiếm liên lạc. Trong triển khai có mâu thuẫn nội bộ, đồng chí bị tình nghi, được Đàm Y che chở, gỡ rối Trong quá trình ăn ở tại nhà Đàm Y, Đàm Y thấy đồng chí Tác Phong cần cù, đức hạnh thủy chung, vì không có con trai, con gái và con rể xấu, muốn có chỗ nương tựa lúc tuổi già. Đồng chí được Đàm Y giới thiệu lấy cháu gái của ông ta là cô Xuân làm vợ hai. Xét nhiều mặt về yêu cầu công tác, về tư cách của cô Xuân và sự khoan dung thông cảm của tổ chức và cả về tư chất của Đàm Y. Đồng chí đánh giá Đàm Y có những cái tốt, ít nhất cũng về mặt tình cảm nói riêng với đồng chí nên đã chấp nhận và chờ đợi sẽ nhanh chóng trình bày với tổ chức khi có điều kiện. Lễ cưới cử hành nhanh chóng vào tháng 3 năm 1953 nhưng chưa làm hôn thú. Ông bà đã viết về gia cảnh trong Nam ngoài Bắc của mình khi hoạt động trong lòng địch như sau. Về tin nhà tôi ở Bắc cho đến nay cũng chưa rõ là do anh ba hội cũng không nắm vững hay là nghệ thuật chỉ đạo. Biết nhưng nói cho tôi yên tâm, cho tôi phấn khởi. Anh cho tôi biết nhà tôi là công nhân khu gang thép Thái Nguyên. Đảng viên năm 1956 hai cháu học rất tiến bộ. Tôi mong gì hơn tin này từ dã Hà Nội tính 2 năm trở về, nhưng nay thì không biết đến ngày nào mới được trở về. Không biết nhà tôi tức là bà Thanh và các cháu sống ra sao, học hành thế nào. Bố tôi còn hay mất. Phấn khởi với tin tức gia đình ở Bắc về tổ chức, nghĩ đến bản thân và gia đình trong này, tôi như cái máy tự động xoát xét lại. Từ ngày vào Sài Gòn ở một xã hội vật chất, nếu để nhà tôi tiếp xúc với bên ngoài thì sớm muộn cũng cản ngại đến an toàn công tác và trước mắt là tôi bị mất thì giờ không tập trung được vào suy nghĩ đối phó với địch. Nên tôi đặt vợ tôi, bà Xuân, vào cái thế quanh năm sống trong bốn bức tường, chỉ biết lo cơm nước nội trợ trong nhà. Về mặt giáo dục vợ con trong Nam, tôi thực hiện một cuộc sống gương mẫu trong gia đình, từ làm việc, ăn uống đến cách xử thế. Lương đã không dồi dào, tôi lại cắt mất 2.000 đồng mỗi tháng cho Lân. Rồi vợ tôi lại cất giấu đề phòng lỡ tôi bị bắt thì có tiền sinh sống nuôi con, nên mức sống gia đình thiếu. Tôi không có ngày nghỉ, chủ nhật, lễ hay ngày Tết. Về ăn uống thiếu nên mỗi tuần nhà tôi thực hiện một trầu béo vào ngày thứ bảy hay chủ nhật. Cũng là những ngày tôi thường nhịn cho cả nhà tôi và các cháu. Tôi sống như một nhà tu. Sau khi ông ba lấy bà Xuân, rồi đến khi di cư vào Sài Gòn, Ông bà sinh sống tại một căn hộ nhỏ thuộc cư xá Cục Kiến Ốc, nay là đường Nguyễn Văn Nguyễn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sinh được bốn người con đặt tên là Phong, Vũ, Hạnh và Quang. Gia đình ngoài Bắc của ông ba đã chịu nhiều mất mát, nhưng gia đình trong Nam cũng chia sẻ không ít gánh nặng cùng ông. Trong suốt những năm tháng đó, ông ba chưa từng tiết lộ cho vợ con biết rằng mình làm tình báo cho cách mạng. Nhưng bà Xuân biết rằng chồng mình là một người yêu nước và không làm tay sai cho Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Ông cũng không làm gì có hại cho cách mạng. Sự thật dần già được bà Xuân cũng nhận ra sau nhiều năm quan sát, những lần đi đêm về hôm, những phiên đi liên lạc hay những lần chui xuống gầm cầu thang để viết thư mật. Thậm chí ông ba còn nhờ cậu Vũ chụp hộ tài liệu mật. Nhưng bà Xuân vẫn giữ im lặng và không để lộ bí mật của ông ba, bất chấp cảnh lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu mỗi ngày. Hiểu đặc thù công việc của chồng, bà Xuân ít ra ngoài giao lưu với hàng xóm, chỉ quanh quẩn trong nhà lo nội trợ, nuôi dạy các con. Vì khoản lương ít ỏi của ông ba không đủ nuôi cả nhà, bà Xuân phải đan len để kiếm thêm thu nhập. Hồi tưởng lại cuộc sống thanh đạm của gia đình những ngày trước giải phóng, Hạnh, con gái ông, cho biết khi đó là các hộ sinh sống xung quanh cư xá, cục kiến ốc đều là sĩ quan chính quyền cũ, nhưng họ rất quý mến ông ba và thường gọi ông bằng biệt danh ông tá bột bởi tính ông hiền như bột. Hồi đó ông giữ chức vụ thiếu tá của phủ đặc ủy trung ương tình báo nhưng sống hết sức liêm khiết. Mợ tôi phải đan len để kiếm thêm tiền nuôi các con. Mợ tôi luôn dặn dò bố đi làm cực nhọc nên các con phải dáng học hành. Hạnh kể. Hai anh Phong Vũ khi đó cũng đã được ông ba cho tham gia vào một số việc phục vụ cho các hoạt động của ông ba. Cứ mỗi tối ông bà đem tài liệu từ phủ đặc ủy về thì liền đóng hết tất cả cửa nẻo. Sau đó cẩn thận treo thêm quần áo lên cửa sổ để người ngoài không nhận ra trong nhà đang chụp ảnh, rồi tắt đèn, rửa phim. Trong ký ức của những người con, hồi đó ông ba thường mua các loại đồ chơi bằng cao su rồi khoét các lỗ nhỏ để giấu phim chụp ảnh tài liệu vào đó. Mỗi sáng trước khi đi làm, ông ba lại ngâm một nhúm trà và một cái ly tới tối về ông dùng bút tre chấm vào nước trà để viết lên tờ giấy dầu chỉ khi hơ giấy qua lửa thì mới đọc được báo cáo ông cũng chuẩn bị đầy đủ để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất trong nhà luôn có một bao vải xanh đựng rất nhiều gạo phòng khi nhà bị lục xoát không còn cai ăn ông cũng dặn dò bà Xuân và hai con trai lớn về cách khai báo khi bị truy hỏi thì phải luôn nói là không biết gì về công việc của ông để lời khai của vợ con phải luôn khớp với nhau địch không thể khai thác thêm sẽ sớm phải thả ra. Năm 1974, người giao liên của ông Ba bị lộ và bị bắn chết. Địch lục soát trong người phát hiện có tài liệu. Ông Ba khi biết chuyện thì hiểu rằng thế nào địch cũng sẽ tìm tới mình nên đã báo với tổ chức cho người đón mình ra căn cứ. Đêm ông Ba vừa rời đi, địch đã ập tới bao vây căn nhà. Sau khi địch tới nhà, chúng lục soát và đập phá đồ đạc. Bao vả gạo ông ba dự trữ cho vợ con bị chúng đổ vương vãi rồi lấy chân dây thật mạnh. Hạnh đã bật khóc khi tận mắt chứng kiến thứ ba mình để lại bị người ta trà đạp. Hạnh vẫn nhớ ngày mật thám tới nhà truy xét. Chúng nói rằng ông bà đã bị bắt và muốn đưa cả gia đình tới trại giam trên đường Trần Bình Trọng để chiêu hồi. Thực chất là muốn lấy lời khai của cả nhà. Hôm đó anh Phong đi vắng nên thoát được. Hạnh và Quang còn nhỏ nên không bị đưa đi. Chỉ có bà Xuân và Vũ bị bắt. Thường nhất là Vũ Người chụp ảnh tài liệu và gói ghém các cuốn phim cho ông ba và cũng là người chịu đòn tra tấn của địch thay cho bố. Vũ khi bị thẩm vấn đã khai y hệt những gì ông ba dặn trước, cứ nói chỉ làm theo lệnh của bố chứ không biết đó là tài liệu gì. Trong trại giam, hai mẹ con bị tách riêng để địch chứng thực lời khai. Do đã được ông ba dặn dò kỹ lưỡng về cách trả lời thẩm vấn, nên hai mẹ con đều có lời khai khớp nhau và khẳng định không biết gì về thân thế thật của ông ba bị mật thám đánh đập và bỏ đói có những lúc bà Xuân đi vệ sinh trông thấy trong thùng rác có những túi thức ăn thừa thì giấu đi rồi ném sang buồng giam của anh Vũ vì thương con đang tuổi ăn tuổi lớn lại chịu cảnh đòn roi cho tới nửa năm địch thấy không khai thác được gì nên đã thả bà Xuân và anh Vũ ra sau này anh Vũ có nói với tôi rằng tôi được bố nhờ chụp tài liệu nên biết ông là gián điệp cho Việt cộng nhưng tôi lờ đi không hỏi bởi nếu hỏi thì lúc bị lộ tôi không biết phải nói sao nữa Đến khi bị bắt thì đúng là tôi không biết gì để khai Vắng ông bà, nguồn thu nhập chính trong gia đình cũng không còn Những bữa cơm của năm mẹ con chỉ toàn cơm độn khoai lang Bữa thì độn khoai tây Dù không bất hạnh nhưng địch vẫn cử mật vụ đi theo theo dõi liên tục Khi đi ra chợ hay đi học cô đều biết có người đang bám theo mình có hôm mật thám hỏi về tung tích của ông ba, chị Hạnh không trả lời liền bị chúng tát và dọa nạt. Còn Quang vì nhà không đủ tiền cho đi học nên phải đi khắp cư xá lượm đồ sắt vụn đem bán ve chai. Hàng xóm thấy thương cảm cho hoàn cảnh nên người cho tiền, người cho đồ ăn. Sau khi được thả ra, bà Xuân vẫn không một lời oán trách gì ông ba mà thường than thở với các con. Không biết bố các con bây giờ ra Bắc trên đường đi có đảm bảo được tính mạng hay không? Xung quanh nhà lúc đó, mật vụ vẫn bao vây nhiều ngày. Tất cả các giao liên nhận nhiệm vụ tiếp tế cho gia đình bà Xuân không ai dám đến, bởi họ sợ sẽ bị bắt. Cho tới sau giải phóng, những người giao liên đó lần lượt tới nhà bà Xuân để gửi lại số tiền trước đó họ giữ và xin lỗi gia đình. Rất may mắn là dù thân thế của ông ba bị lộ, nhưng hàng xóm xung quanh vẫn rất quý mến và thuê hai anh Phong, Vũ đi dạy học để có tiền phụ mẹ nuôi hai em nhỏ. Sau khi miền Nam được giải phóng, bà Xuân nhận được thư mời tới dinh độc lập để dự lễ tuyên dương công trạng của ông ba. Ngày hôm đó bà Xuân tới nhưng không thấy chồng mình. Phía tổ chức chỉ báo ông ba chưa kịp vào vì đang nhận nhiệm vụ mới. Bà Xuân trở về ôm mối nghi ngờ liệu chồng mình có an toàn trở ra Bắc hay đã gặp chuyện chẳng lành mà tổ chức phải giấu. Không khí trong nhà khi đó như có đám tang bởi ông ba vẫn biệt tâm tung tích. Cô Hạnh khi đó mỗi ngày đều chạy sang nhà bạn ở đối diện hành lang để trông ra cổng cư xá đợi bố về. Một ngày, hai ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bố. Tới ngày thứ 10, Hạnh dần mất niềm tin, dù vẫn sang nhà bạn để ngóng bố, nhưng mặt đã quay vào trong vì không muốn ôm nỗi thất vọng. Đột nhiên, cô bạn trông thấy ai từ xa rồi lay tay chị Hạnh. Ta thấy ông nào mặc quần áo bộ đội, đội nón cối, đi dép cao su như bố mày kia Hạnh. Chỉ nghe tới vậy, Hạnh đã chạy vụt ra cầu thang để ngó xuống dưới. Thấy một người đàn ông đen, gầy, nhưng đúng là khuôn mặt thân thuộc mà mình mong ngóng hơn một năm trời. Phải bố không? Hạnh hỏi vội rồi sau đó lao tới ôm chầm lấy ông ba rồi dắt tay ông vào nhà. Cả nhà khi thấy ông ba trở về, ai cũng lúng túng bởi không ai còn nuôi hy vọng về ngày đoàn tụ. Sau một hồi, cả nhà mỗi người một chân một tay chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, người vo gạo, người nhặt rau, Ai cũng mong bữa cơm qua thật nhanh để được nghe ông ba kể về hành trình ngược ra Bắc của mình. Ngót nghét hơn nửa thế kỷ trôi qua, thế nhưng ký ức về ngày hôm ấy vẫn chạy như những thước phim quay chậm trong tâm trí của Hạnh. Hình ảnh ông ba trong bộ quân phục, mùi bộ đội đặc sệt trên người bố là những kỷ niệm chị giữ trong lòng như kỷ vật. Ông ba kể, trên hành trình ra Bắc, nhiều lần ông lâm vào cảnh sinh tử trong gang tấc. Có những ngày băng rừng dài đằng đẵng, ông bà đang nằm trên võng nghỉ thì rắn lục từ trên cây trườn tới. Nếu những người giao liên không kịp phát hiện, có lẽ ông bà khó lòng sống sót. Hay những đêm mưa lớn, lớp đất lún sâu tưởng chừng rơi xuống bãi sình, trực thăng địch dọi đèn chiếu xuống. Ông bà và hai người giao liên lại tứ tán ra ba góc để tránh bị dính đạn trùm. Nghỉ ngơi được vài ngày, ông bà lại phải chia tay vợ con để đi thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia và biên giới phía bắc. Dù vậy, bà Xuân vẫn không một lời trách móc chồng. Từ thân phận chỉ là danh nghĩa công khai, bà Xuân đã trở thành một người vợ hiền hết mực thương yêu ông Ba. Cũng giống như bà Thanh, bà Xuân cũng có sức chịu đựng to lớn khi phải luôn sống trong cảnh làm ngơ suốt 20 năm mà không rõ khi nào tai họa sẽ ập xuống gia đình mình. Tôi từng hỏi bà Xuân, thời trước năm 1975 Cô có biết chú Ba làm tình báo cho cách mạng không? Ông ấy thì không nói gì, nhưng chồng tôi thì sao mà tôi không biết. Tối nào ông ấy cũng xuống gầm cầu thang chụp ảnh, chép tài liệu. Nhưng tôi dặn các con phải lờ đi, không được hỏi chuyện công việc của bố. Sau này, bà Xuân sức khỏe cũng không còn đủ để ngồi đan len nên chuyển sang đi lấy mối sách từ các nhà sách lớn để mở một tiệm sách và văn phòng phẩm tại căn nhà nhỏ. Trước đó, ông bà từng hai lần được phân nhà to, nhưng lần nào cũng chỉ được một thời gian, ông bà đều lấy lý do nhà quá rộng nên nhường cho các hộ khác. Còn gia đình mình chuyển tới ngôi nhà trên đường Trần Quang Khải chật trội, bởi các con lập gia đình xong đều sinh sống ở đó. Một đêm, anh Sáu Ngọc, trợ lý ông Sáu Nam, có việc gấp tới tìm ông ba. Vừa mở cửa, anh Sáu Ngọc thấy hai ông bà phải nằm trên tấm chiếu trải sát cửa ra vào vợ chồng các con cũng nằm ngay bên trong nhà dùng vài tấm màn làm vách tre chứng kiến cảnh nhà ông ba anh sáu ngọc về thưa với ông sáu nam và không lâu sau đó tổ chức cấp cho gia đình ông ba một mảnh đất trên đường cộng hòa mà gia đình còn ở tới ngày nay kể cả khi còn sống cũng như lúc đã mất ông ba vẫn luôn là sợi chỉ đỏ gắn kết hai gia đình bà thanh và bà xuân ông luôn nhắc nhở hai người vợ cùng các con của mình giữ gìn đạo lý và ăn ở với nhau hòa thuận. Mỗi dịp dỗ chạp, hai nhà lại tề tựu đông đủ và dành cho nhau tình cảm đúng mực. Qua câu chuyện về hai gia đình trong Nam ngoài Bắc này, có thể thấy rằng ông ba là một người rất may mắn khi gắn bó với hai người phụ nữ có đức hy sinh vĩ đại như bà Thanh, bà Xuân và hẳn phải rất biết ơn hai người vợ và các con của mình. Hai người vợ của ông ba thuộc thai tuyết phụ nữ khác nhau bà thanh với lòng kiêu hãnh cùng sự thánh thiện của một người từng hoạt động cách mạng đã hy sinh những năm tháng tuổi trẻ của mình để phục vụ cho sự nghiệp chung và đảm bảo an toàn cho ông ba trong khi đó đức hy sinh của bà xuân lại mang tính bản năng của một người vợ người mẹ bà hiểu công việc của ông ba chấp nhận đánh cược tính mạng và sự an nguy của mình và các con để tạo điểm tựa tinh thần cho ông yên tâm hoạt động